cái chất béo chưa bão hòa à, thì một cái nhóm chất béo tốt, thì đối với cái nhóm này thì mọi người có thể là cân nhắc mình sẽ bổ sung, mình tăng cường. À, khi mà mình mặc dù tên là chất béo luôn nhưng mà nhóm chất béo chưa bão hòa này khi mà mọi người ăn vào thì có giúp cho mọi người giảm được cái mỡ máu nha. Điều đặc biệt của nhóm chất béo chưa bão hòa này á, là mọi người ăn vào nó giúp cho mình giảm được mỡ máu và nó giảm được nguy cơ mắc bệnh tim mạch luôn. Và như thế nào mà mình sẽ nhận diện được cái nhóm mỡ chất béo chưa bão hòa này ở đâu, thì mọi người nhớ cho bác sĩ Trí, chất béo chưa bão hòa nó sẽ có nhiều ở trong, đầu tiên là các loại rau củ quả ha. Các loại rau củ quả nó có một lượng chất béo, thì đây là cái nhóm chất béo chưa bão hòa, thì nhóm chất béo tốt nha. Nhưng mà cái nếu mà mọi người ăn rau thì thường cái hàm lượng chất béo nó không có nhiều, cho nên nó là người ta mới chiết xuất ra những cái loại dầu thực vật đó. Thì các loại dầu thực vật á thì nó sẽ có nhóm chất béo chưa bão hòa, nhóm chất béo tốt ha. Thì bác sĩ Trí có thể kể ra đây, như mọi người thấy là dầu hạt cải nè, dầu đậu nành nè, dầu đậu phộng nè, dầu ô liu. Đây là những cái loại dầu mà cũng rất là phổ biến trong bếp ăn của mọi người thôi, đúng không? Đó, thì đây là những cái loại dầu thực vật mà nó sẽ nó gọi là nằm trong cái nhóm mỡ chưa bão hòa đó, thì mọi người tăng cường thì nó sẽ là tốt nha. Rồi tới cái nhóm thứ hai á, là cái nhóm nhóm hạt, một số loại hạt á, thì nó cũng có nhiều cái nhóm chất béo chưa bão hòa này, đó là hạt hạt lanh, hạt óc chó nè, hạt điều nha, hạt bí nha. Đây là những cái hạt mà cũng rất là phổ biến ở Việt Nam mình. Và có một loại hạt này không biết là mọi người có thường thường ăn hay không, loại hạt này thì bác sĩ Trí cũng hay dùng ở nhà đó. Thì cái loại hạt này rất là rất là nhiều cái chất béo tốt luôn, đó là hạt chia nha mọi người. Hạt chia nó là cái hạt nó nhỏ nhỏ giống hạt á đó, thì nó là cái hạt mà nó chứa hàm lượng chất béo tốt rất là nhiều luôn, thì có thể là mọi người sử dụng hạt chia trong việc ăn uống hàng ngày ha. Rồi sẽ có một cái nhóm thực phẩm nữa mà nó có rất là nhiều chất béo tốt luôn, đó là nhóm chất béo chưa bão hòa đó. Đó là cái thực phẩm mà này rất phổ biến của mọi người hàng ngày luôn, đó là cá nha. Hồi nãy giờ thì bác sĩ Trí chưa nhắc đến cá đúng không? Thì cá đó là một cái nhóm thực phẩm mà nó có chứa nhiều chất béo tốt ha, chất béo chưa bão hòa. Thì cái nhóm chất béo chưa bão hòa đó thì mọi người phải có trong cái loại cá nào, nó sẽ mỗi con cá nó sẽ có một cái hàm lượng cái chất béo chưa bão hòa khác nhau. Và người ta thấy, nghiên cứu thấy là các loại cá biển mà ở vùng biển sâu á, thì nó có chứa cái hàm lượng chất béo chưa bão hòa tốt nhất. Ví dụ như là cá trích nè, cá trích gần như là cái loại cá mà nó có chứa cái hàm lượng chất béo tốt hàng đầu luôn, và cụ thể hơn là cái thành phần omega 3 nha mọi người. Cá trích nha, nó là phải chứa khoảng 2g trên 100mg cá trích á, thì cái hàm lượng omega 3 gần như là cao nhất luôn. Rồi tiếp theo là cá hồi, rồi cá mòi nè, cá ngừ đó, đây là cá thu nè. Đây là những cái nhóm cá mà nó chứa hàm lượng chất béo tốt khá là nhiều. Mọi người sẽ thắc mắc á, là có những cô chú anh chị ở mình ở vùng núi á, những cái vùng mà có thể là không có nhiều cá biển á, thì mọi người ăn cá đồng được hay không? Thì câu trả lời á, là cá đồng nó vẫn có cá biển nha, nó vẫn có omega 3 nha, nó vẫn có chất béo tốt nha. Tuy nhiên thì trong cá đồng á, thì hàm lượng nó cũng không có quá nhiều đâu, thì nếu được thì mọi người sẽ tăng cường mình bổ sung cá biển là sẽ tốt hơn. Một số cái loại cá đồng mà nó có nhiều omega 3, nhiều chất béo tốt như là cá tre này, con lươn này, hoặc là cá rô phi này, cá chép đó, thì nó cũng có nhiều omega 3 nhưng mà cái hàm lượng nó cũng không có quá nhiều nha mọi người. Rồi nếu như mà những cô chú có nhiều trường hợp mà cô chú mà mình không có ăn đủ cá biển á, theo như khuyến cáo của các hộ tim mạch luôn á, là một tuần mình nên ăn khoảng 2 đến 3 bữa cá biển mỗi tuần, là các loại cá biển mà nãy bác sĩ Trí nói đó, là như cá hồi, cá trích, cá mòi, cá ngừ á, thì một tuần mình nên ăn đủ khoảng 2 đến 3 bữa nha, thì nó mới đủ cái hàm lượng chất béo tốt nha. Nhưng mà nếu những trường hợp cô chú mà mình không ăn đủ cá nha, thứ nhất là mình thói quen là mình không có thích ăn cá ha, cái thứ hai là mình dị ứng, mình không ăn cá được nha, cái thứ ba là nhiều cô chú anh chị mình ăn chay đó, thì mình có đâu có ăn được cá đâu, thì mọi người có thể là sử dụng những cái viên bổ sung omega 3 đó. Cái viên này nó có bán rất là nhiều đúng không, mà chắc là mọi người cũng biết rồi, mọi người có thể là bổ sung thêm cái omega 3, nó cũng omega 3 nó chính là một cái thành phần chất béo tốt ở trong cá đó. Thì mọi người có thể là bổ sung thêm những cái viên omega 3, nó có sẵn cái hàm lượng chất béo tốt trong đó, nhưng mà nó tinh khiết, nó không có phải là nhiều cái, có thể là mình ăn cá thì có thể là nó lẫn thêm một số tạp chất nữa. Tuy nhiên là mọi người có thể là bổ sung cái hàm lượng omega 3 vô. Nhưng mà mọi người lưu ý, khi mà mọi người bổ sung omega 3 để mà giảm mỡ máu á, thì mọi người phải sử dụng cái đúng liều nha. Và tốt nhất là mọi người sử dụng những cái loại omega 3 là nhuyễn thể thì nó sẽ tốt hơn là so với lại omega 3 từ cá nha. Ví dụ như là cái loại omega 3 mà từ nhuyễn thể giống như nhà bác sĩ Trí dùng á, thì nó rất là tốt. Đó là những cái nhóm chất béo tốt mà bác sĩ Trí nhắc lại cho mọi người ha. Đầu tiên đó là cái nhóm là dầu thực vật, như là dầu dầu đậu phộng này, dầu đậu nành ha, dầu ô liu, dầu cải ha. Trong cái nhóm dầu thực vật này, bác sĩ Trí chia sẻ cho mọi người một cái thông tin rất là thú vị nữa nè, đó là dầu dừa. Mọi người đã từng nghe tới dầu dừa rồi đúng không? Rồi cũng có một cái loại dầu nữa này cũng khá là đặc biệt là dầu cọ nha. Thì mọi người nhớ cho bác sĩ Trí là dầu dừa và dầu cọ tuy là dầu thực vật nhưng mà hai cái loại dầu này á, nó có cái thành phần nó giống như là cái mỡ động vật nha. Mọi người nhớ cho bác sĩ Trí nha, dầu dừa và dầu cọ là hai loại dầu thực vật, tuy nhiên nó có cái thành phần nó là mỡ bão hòa, nó giống như là thịt mỡ vậy đó. Cho nên mọi người sẽ không sử dụng dầu dừa và dầu cọ để nấu ăn nha. Đó, tại vì cái nhóm mỡ bão hòa là cái nhóm mỡ xấu mà mọi người ăn vào thì nó sẽ làm tăng cái mỡ máu xấu của mình ha. Rồi tiếp tục tới một cái nhóm nữa, cái nhóm này
mọi người, hồi nãy giờ bác sĩ Trí chưa nói luôn, đó là cái nhóm chất xơ. Hồi nãy giờ mình nói tới nhóm chất đạm rồi, nhóm chất béo rồi ha. Vậy thì tới nhóm xơ, tức là cái nhóm rau củ quả đó, thì mọi người ăn như thế nào? Thì trong cái nhóm chất xơ nó sẽ có hai cái loại chất xơ nha mọi người. Đầu tiên đó là cái nhóm chất xơ hòa tan, cái thứ hai đó là nhóm chất xơ không tan. Thì cái nhóm chất xơ không tan này thì theo đúng định nghĩa luôn là nó không có tan được trong nước đâu, cho nên mọi người ăn vào bao nhiêu thì nó sẽ thải ra bên ngoài qua cái đường phân hết luôn. Còn cái chất xơ hòa tan thì đây là một cái nhóm chất xơ rất là đặc biệt, nó có thể tan được trong nước và nó tạo thành một cái dạng gel ở trong cái đường ruột luôn. Thì chất xơ hòa tan này nó có một cái tính chất đó, đó là nó sẽ hòa tan được với những cái cholesterol mà mình ăn vào hàng ngày. Mọi người ăn vào, ví dụ như mọi người ăn lòng heo đi, thì nó sẽ có rất là nhiều cholesterol đúng không, nhưng mà nếu mà mình ăn kèm với lại cái chất xơ hòa tan này, thì cái chất xơ hòa tan này nó sẽ hòa tan được trộn lẫn với cholesterol và nó sẽ hạn chế, nó ngăn chặn được cái sự hấp thu cholesterol vào trong máu và nó đào thải ra bên ngoài luôn. Cho nên á, mọi người có thể là tăng cường mình sử dụng cái nhóm chất xơ hòa tan này. Cái nhóm chất xơ hòa tan này ngoài việc là nó giảm được cái mỡ máu, nó còn giúp cho mình giảm được cái đường huyết nữa. Cho nên là những cái chú anh chị mà mình có tình trạng bệnh tiểu đường á, thì mình có thể là tăng cường sử dụng cái nhóm chất xơ hòa tan này, nó giúp cho mình giảm được cái cholesterol, tức là giảm được cái mỡ máu xấu và giảm được đường huyết nữa. Vậy thì chất xơ hòa tan nó sẽ có ở đâu? Nó sẽ có rất là nhiều trong các loại củ như là củ cà rốt này, củ cải này, khoai lang này, rồi các loại trái cây có muối nha, ví dụ như là cam, bưởi, quýt ha, rồi trái bơ của mình cũng rất là nhiều chất xơ hòa tan đó mọi người. Rồi thêm cái nữa là bột yến mạch nha, rất là nhiều chất xơ hòa tan luôn. Cho nên là mọi người có thể tăng cường bổ sung cả nhóm xơ không tan và nhóm xơ hòa tan luôn ha. Khi mà mọi người ăn cái nhóm rau củ quả này thì nó có thêm cái lợi điểm đó là nó cung cấp rất là nhiều vitamin và khoáng chất ha, vitamin A, vitamin D, vitamin K chẳng hạn, rất là nhiều cái vitamin ha. Rồi tiếp tục là một cái nhóm nữa, đó là cái nhóm tinh bột đó, thì mọi người ăn như thế nào? Trong cái nhóm tinh bột á, thì hàng ngày thì mọi người có thể là chọn những cái loại ngũ cốc mà nguyên hạt thì nó sẽ tốt hơn là so với ngũ cốc tinh chế nha. Ngũ cốc nguyên hạt tức là nó sẽ còn nguyên cái thành phần vỏ cám này, thành phần tức là một cái hạt ngũ cốc á, nó sẽ có ba thành phần, ở phần bên ngoài là cái vỏ cám, phần ở giữa là cái phần nhũ và phần bên trong là phần mầm. Thì người ta nghiên cứu là có hai cái phần trong cái hạt ngũ cốc nó sẽ có nhiều chất dinh dưỡng nhất, tức là phần cám và phần mầm. Phần mầm là phần bên trong cùng á thì sẽ có nhiều dinh dưỡng nhất, còn có phần nội nhũ là phần ở giữa thì nó sẽ ít dinh dưỡng mà nó chứa cái hàm lượng tinh bột là chính nha. Cho nên mọi người sẽ tăng cường ăn những cái thực phẩm mà những cái loại tinh bột mà nó làm từ những cái ngũ cốc nguyên hạt á. Ví dụ như là mọi người ăn gạo lứt này, nó là một cái loại ngũ cốc nguyên hạt ha. Rồi yến mạch nè, rồi bột ngô, hoặc là các sản phẩm như là bánh mì đen á, nó làm từ những cái ngũ cốc nguyên hạt ha. Còn cái gạo trắng mà mình ăn hàng ngày, gạo trắng hoặc là gạo nếp, gạo tẻ của mình đó, nó là cái ngũ cốc tinh chế nha. Người ta đã loại bỏ đi cái phần cám rồi thì thường nó sẽ có tinh bột nhiều và nó sẽ ít cái dinh dưỡng nha. Người lưu ý chỗ này. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.